chưa? Em có ăn. Ừ, nhớ thuốc mà. Không nhớ thích ăn gì. Rồi, cho thuốc, đưa tay đây. Giữ cho bé đây, mà bé khóc rồi, đau quá khóc rồi. Dỗ bé thôi, bé khóc nha. Rồi, đây còn đắp vô lấy tay dính lại. Rồi, ăn bé về đi. Cô trả tiền chứ, 50 ngàn. Tiền đâu? Sao ngoài khách giờ vậy? Đây. Rồi, chú thuốc, đưa tay đây. Giữ cho bé đây, mà bé khóc rồi, đau quá khóc rồi. Dỗ bé thôi, bé khóc nha. Rồi, đây còn đắp vô lấy tay dính lại. Rồi, ăn bé về đi. Cô trả tiền chứ, 50 ngàn. Tiền đâu? Sao ngoài khách giờ vậy? Đây.